Hello, my name is Teacher Frances and this is my TA Jody. Today we would like to talk to you about Coco's progress during the course that he just completed with us. Coco is by far one of my strongest students in this course. His understanding of the topic and its context, the vocabulary and the grammar, is very, very good. However, I feel that Coco could be challenged more, and as he is so comfortable with interacting and participating in the language. His speaking and communicating skills are very good too. Cô sẽ nhận xét về cái quá trình học vừa rồi của bạn Coca nhà mình. Thì cô trong quá trình học thì cô có nhận thấy là bạn Coca là một trong những cái học sinh mà tốt nhất khi mà cô đi dạy ở AMA. Bạn nắm được các nội dung bài học cũng như hiểu về các cái chủ đề khá là tốt. Khi mà học từ vựng thì học từ vựng và ngữ pháp thì bạn nhà mình tiếp thu rất là tốt và ứng dụng cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì cô nghĩ rằng là bạn có thể nên được thử thách nhiều hơn trong cái việc học ngoại ngữ, vì cô nhận thấy là khi mà tương tác và tham gia các hoạt động trong lớp thì bạn rất là thoải mái. Và sau đó rồi thì cô thấy là cái kỹ năng nói và cái kỹ năng giao tiếp của bạn đã có những tiến bộ rất là nhiều.